Mày ăn cắp của tao. Trả ra nhanh lên. Nhanh lên, trả tiền cho tao, nhanh lên. Bố mẹ mày ở đâu mà dạy ra các loại người như mày? Mày con mà đi ăn cắp. Thôi con ơi, mình đi về đây. Ngồi đây bố không làm được việc gì cả. Đi về con nhá. Từ đâu đi chơi cơ? Từ sáng đến giờ bố đã cho con đi chơi rồi. Nhưng mà bây giờ con vẫn chán lắm, bố dẫn con đi chơi đi. Bây giờ về nhà bố còn rất là nhiều việc nhá. Thôi đi, đi về đi con. Không chịu đâu, đi chơi cơ, con không chịu về nhà đâu. Ô kìa cái thằng này, mày hư nhở? Bố bảo đi về, nhanh lên. Không đi về đâu, đi chơi cơ. Được rồi, bây giờ mày thích gì bố chiều? Bố nói thật không? Thật, mày là hư lắm đấy nhá. Bây giờ bố ngồi xuống, bố làm ngựa cho con ngồi lên lưng bố đi cho con được không bố? Ơ thằng này, mày điên à? Ở ngoài đường ngoài phố bao nhiêu người nhìn, mày bắt bố làm ngựa cho mày cưỡi á? Không về đâu, bố phải làm cơ. Không được, tao không chiều mày như thế được, thôi đi về nhá. Không về. Thằng này hư lắm cơ, dạo này không dạy được mày nữa, thôi đi về đi. Mày đi về nhanh lên đó. Đi về. Thôi, không ngựa nữa gì hết. Không. Ơ, này. Dạ. Ra đây cho bà. Con bán vé số đây à? Vâng ạ. Chỗ vé số này bao nhiêu tờ? 20 tờ ạ. 20 tờ chứ gì? Chú sẽ mua hết. Thật ạ? Ừ, mua hết. Nhưng mà với một điều kiện rất là đơn giản. Điều kiện gì ạ? Con nhà nghèo bẩn thỉu kia, mày quỳ xuống làm ngựa cho tao, rồi bố tao phải mua vé số cho mày. Ừ. Này đây chú bảo. Này đây. Chú sẽ mua hết chỗ vé số này và còn thưởng thêm tiền cho cháu. Nhưng bây giờ là nhiệm vụ của cháu là làm ngựa cho con trai của chú cưỡi, nhá. Được không? Ok. Đi. Tốt đấy. Con ngựa này yếu quá, phải đánh vào mông nó mới chạy nhanh được. Chạy nhanh, ngựa chạy nhanh. Chạy nhanh lên. Tớ mệt quá. Mày phải làm, bố tao mới mua vé số cho mày chứ. Thế là mình chơi trò khác đi. Tao không như thế chơi với loại bỏ học như mày. Ơ, con trai đấy. Đây đây bố bảo. Thế con biết con bé bán vé số này à? Vâng, ở trên lớp nó học cùng con. Nó còn bỏ học nữa đấy bố ạ. Bỏ học á? Vâng ạ. Ừ, vậy thôi. Tốt nhất là không nên chơi với con bé nhà nghèo mà bỏ học bán vé số như thế này. Sau này là không làm nên cơm cháo gì đâu, mà có khi làm đầu trộm đuôi cướp ấy. Con thèm chơi với loại nghèo như nó bố ạ. Ừ, thế thôi. Đây bố. Con mày kia. Thôi đi về đi. Chú ơi, chúng mua vé số hộ cháu. Cháu xin lỗi chú ạ, để cháu lau ạ. Lại là mày à, con danh? Sao mày không ở nhà mày học bài đi? Suốt ngày ra đường bán vé số làm gì? Đồ nhà nghèo. Này, mày đổ nước vào người tao ấy, bây giờ có thích ướt không? Con trai, đổ nước vào áo nó cho bố. Đúng rồi. Tiến, sao em lại làm như vậy với bạn hả? Nó chào cô giáo.
rất vui được gặp cô. Anh thấy con trai anh hành xử như thế với bạn mà anh còn để yên được à? Đâu có đâu cô. Đấy là hai bố con tôi đang đi đường thì con bé nó va phải tôi thì là nó ngã ra, chứ hai bố con tôi có làm gì đâu. Con nhờ. Vâng ạ. Chuyện thì cũng nhỏ nhặt thôi, nhưng mà cái hành động định hắt nước vào người bạn như thế là không chấp nhận được đâu anh ạ. Cô giáo ơi, cô nói thế là không phải rồi. Cô đừng có bênh học trò của mình rồi mắng mỏ con trai tôi. Cô có biết là một năm ấy tôi quyên góp bao nhiêu tiền cho cái nhà trường đấy không? Cô là cô giáo nên phải biết bên nào bên trọng, bên nào bên khinh. Cô biết chưa? Thôi, con trai của bố, bố nghĩ là bố sẽ chuyển lớp cho con, ít nhất là không phải học cùng cái lũ nghèo hèn như thế này. Chào cô. Đi con. Đúng là nhà giàu, lúc nào cũng khinh người. Quỳnh Anh, em có làm sao không? Em không sao ạ. Đang yên, đang lành, tự dưng gặp cái bà cô giáo dở hơi, bực cả mình. Con trai nhỉ? Vâng, nhưng mà bố, con đói quá bố. Con đói á? Vâng. Tất cả bố cho con tiền không bố? Cho tiền này, được, con trai bố thích cái gì bố cho cái đấy. Đây, bố rất là nhiều tiền. Hay để tự con lấy cũng được. Muốn lấy bao nhiêu lấy. Bố đầy tiền mà, này thích bao nhiêu bố cho hết. Con trai bố, con làm sao không? Có đau không? Để xem nào. Đứng dậy, đứng dậy. Đau không con? Đau không? Ôi, con kia. Con đi được không? Có. Ừ, đi đi. Không hiểu chạy đâu rồi. Bố ơi, con nghỉ tí được không? Con đau chân quá. Ừ, con đau chân à? Đây, con ngồi xuống đây. Từ từ thôi. Nào, đây con đau ở đâu? Đau ở đây. Tao mà bắt được mày, mày chết với tao. Con này, mày đi đâu? Mày tưởng dễ dàng đi về như thế à? Ý tình của tao đâu con này hả? Mày còn nói dối tao á? Mày tưởng tao tin à hả? Đưa tao ví tiền đây. Cháu ăn cắp. Mày đừng tưởng mày nói thế là tao tin nhá. Cái gì đây? Đánh này. Thuốc này. Xong lại còn bánh. Tiền. Mày lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế này? Một con bé bán vé số như mày lấy đâu ra tiền mà mua những thứ như thế này? Mày ăn cắp của tao. Trả ra nhanh đi. Nhanh lên, trả tiền của tao, nhanh lên. Bố mẹ mày ở đâu mà dạy ra các loại người như mày? Thầy con mà đi ăn cắp hả? Còn mày cắp mày nữa. Anh làm cái gì đấy, bỏ con bé ra. Tưởng ai? Lại là cô giáo à? Được. Bây giờ cô đến đây ấy, không phải là chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện học trò của cô ăn cắp ví của người lớn đấy. Anh bảo ai ăn cắp ví của anh? Cô dạy học trò mình khéo quá cơ. Học trò của cô ăn cắp trò này nữa. Đúng là cha mẹ nghèo mới dạy con không ra gì. Đây có phải ví của anh không? Sao cô lại cầm ví của tôi? Anh thử kiểm tra xem trong đấy có mất đồng nào không. Tất cả giấy tờ tiền bạc đều vẫn còn nguyên cả đấy. Cái ví của anh ấy là đứa trẻ khác nó đã lấy được. Lúc nãy tôi đuổi theo nó, chắc là nó sợ nên là chạy mất rồi. Chứ không phải là Quỳnh Anh nó lấy đâu. Tại vì là hai đứa giống nhau quá, nên là tôi cứ tưởng. Anh chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện mà anh đã vội phán xét người khác như thế à? Tất cả số tiền vừa rồi với Quỳnh Anh đều là hội giáo viên giúp đỡ gia đình nó cả đấy, chứ không ăn cắp của ai đâu. Thì trong cái tình huống này thì là ai cũng sẽ nghĩ như tôi mà. Cô thông cảm nhé. Tôi mong anh sau này ấy, đừng có mà hành xử như vậy nữa. Bé Quỳnh Anh tuy là hoàn cảnh nghèo khó, nhưng mà con bé cực kỳ hiếu thảo,
đặc biệt là không có tính trộm cắp đâu. Riêng việc anh chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện mà đã mắng chửi và đánh đập nó như thế là không được đâu anh ạ. Anh hãy xin lỗi nó đi. Cô giáo ạ, tôi đã nói với cô rồi, trong chuyện này là tôi sai, tôi hiểu lầm. Nhưng mà tại sao tôi phải xin lỗi nhỉ? Nếu anh mà không xin lỗi nó ấy, thì tôi sẽ đưa việc này lên buổi họp phụ huynh sắp tới đấy. Thôi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Chú xin lỗi cháu nhé. Mà lần sau ở nhà học bài đừng có ra đường nhớ chưa. Mà anh cũng xem lại con trai của mình đi. Thằng bé đi học thì nghịch ngợm, mãi chơi, không chịu hòa đồng với bạn bè. Mà người ta bảo ấy, cha mẹ là tấm gương để con gái noi theo đấy. Nên là anh hãy xem lại cách hành xử của mình đi. Tôi... Mình về thôi Quỳnh Anh. Mà từ nay em đừng nghỉ học nữa. Cô và ban phụ huynh sẽ giúp đỡ em tiền học phí. Nên là em nhớ đi học đầy đủ nữa. Vâng, cảm ơn cô. Chào anh, tôi đi. Chào cô. Đi về!